Dạ vâng, em xin chào toàn thể các bác. Lại là một cái video ngắn em làm để giới thiệu cho các bác một cái mẫu kéo cắt cành trên cao 3m nhà em đang cung cấp ở ngoài thị trường. Thì đây các bác quan sát trên màn hình đây. Đây là một cái cây kéo cắt cành 3m. Đấy, hàng thì hàng liên doanh các bác nhé. Đấy, nhà em cung cấp cả cái hàng Đài Loan và hàng cao cấp. Video này thì em chỉ giới thiệu cho các bác là cái mẫu kéo cắt cành liên doanh này thôi. Đấy, các bác quan sát trên màn hình đây. Em sẽ quay tổng quan một lượt. Đấy. Tổng quan một lượt cho các bác cùng tham khảo. Thì nếu mà các bác mà cần cái cây kéo này ấy, muốn đặt mua hãy liên hệ trực tiếp qua hai cái số điện thoại mà em để dưới tiêu đề. Các bác cứ gọi, bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng toàn quốc, giao hàng đến tận nhà. Các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng như sản phẩm như video em giới thiệu thì các bác mới phải thanh toán. Còn ngoài ra thì các bác không phải cọc cạch 1.000 nào cả các bác nhé. Nhà em bán hàng rất là uy tín. Còn không để làm mất thời gian của các bác thì em sẽ giới thiệu qua về cái mẫu kéo hàng liên doanh này nhà em. Thì cây kéo này nếu mà các bác kéo kịch ra là được 3m. Nếu mà các bác thu lại thì là 1m8. Đấy. Cái này thì cộng với cơ thể người khoảng 2m, 2m rưỡi thì nữa thì các bác có thể là cắt được chiều cao khoảng 5m rưỡi. Đấy là tùy vào cái chiều cao của các bác nữa. Đây là một cái cây kéo hàng liên doanh này. Đấy. Thì hàng này thì rất là phù hợp với túi tiền của các bác. Chất lượng thì cũng là rất là ok. Em có một cái cây kéo sử dụng đã được hơn 2 năm rồi. Những cái video trước thì em cũng đã giới thiệu cho các bác rồi. Sử dụng được hơn 2 năm vẫn rất là ok. Đây là cái về cái phần thân kéo của nó đây. Đấy, thân kéo của nó thì có cạnh vuông này các bác nhé. Đấy, để phân biệt rõ cái hàng liên doanh và hàng Đài Loan thì hàng Đài Loan thì nó tròn. Còn cái hàng liên doanh này. Đấy, cái thân kéo này nó có các cái cạnh này kiểu hình lục lăng ấy. Còn và cái nguyên liệu chính làm nên cái thân kéo này là hợp kim nhôm rất là nhẹ và cứng để đảm bảo cho các bác là nó không bao giờ bị cong. Đấy, và mình giơ lên cao nó cũng là rất là nhẹ. Đấy là về cái thân này. Còn cái thân này thì làm cho các bác là một cái tay cầm như này để đảm bảo cho các bác là cái tay cầm này có thể là di chuyển các bác nhé. Đấy, để đảm bảo cho các bác là khi giơ lên cao cắt ấy nó sẽ không bị trơn trượt. Còn cái thân này thì được chia làm hai khúc. Đấy, cái liên kết với nhau bởi một cái lẫy như này. Thì các bác có thể kéo ra thì các bác cứ ấn cái lẫy này. Đấy, các bác kéo ra. Kéo ra thì tùy vào độ cao của cây thì các bác kéo kịch ra là được 3m. Nhưng mà thu lại thì có thể là nó tùy độ cao như nào thì các bác thu lại cho nó phù hợp. Đấy là về cái phần thân. Thì thân đây là làm cho các bác một cái chỗ này để lắp lưỡi cưa nhá. Thì khi các bác mua tất cả các dòng kéo nhà em thì nhà em đều tặng cho các bác một cái lưỡi cưa như này. Lưỡi cưa này để cưa những cành to mà mình không cắt được, chẳng hạn như bằng cổ tay hoặc bằng cổ chân. Đây là phần lắp lưỡi cưa này. Còn về cái phần lưỡi kéo của nó, lưỡi kéo của nó thì đây em sẽ quay cho các bác cái phần lưỡi kéo này. Cái phần lưỡi kéo của nó thì được làm bằng thép các bác nhé. Được mài rất là sắc. Cái lưỡi kéo này thì rất là sắc này và dày để đảm bảo cho các bác là sử dụng không bao giờ bị cùn được. Nếu mà các bác mà sử dụng 5-7 năm rồi thì cái lưỡi kéo này nếu mà các bác muốn thay ấy, thì nhà em cung cấp cả lưỡi kéo này rời luôn. Đấy là về cái phần lưỡi kéo. Còn ở chỗ phần phía bên này là một cái phần nhựa vàng này. Để cái này thì có chức năng là cắt này. Đấy, giữ hoa quả, các bác có thể là thu hoa quả từ trên cao xuống. Đấy. Cái phần vàng này để các bác thu hoa quả, các bác kẹp ở xuống đất. Đấy, rất là tiện lợi cái cây kéo này. Cắt tỉa cành này, thu hái hoa quả này đều ok. Đấy, đấy là về cái phần lưỡi kéo. Còn em sẽ giới thiệu đến cái phần tay bóp. Đây là cái phần tay bóp của nó này. Khi gửi đến các bác, đây là một cái cây kéo mới nhá. Thì khi gửi đến các bác thì nhà em sẽ bọc cho một cái túi ni lông như này. Để đảm bảo cho các bác là vận chuyển ấy, nó sẽ không bị xước hoặc là ảnh hưởng đến cái chất lượng của cái cây kéo. Cái phần tay bóp này thì em sẽ bỏ ra một cái. Đây em sẽ bỏ cái bên này. Giới thiệu chi tiết cho các bác. Cái phần tay kéo này thì được sơn màu đỏ này. Cái này thì sử dụng thì các bác sử dụng như là cái có bóp của tay phanh xe đạp thôi. Đây là có một cái chốt. Thì khi các bác không sử dụng thì các bác đóng cái chốt này lại như này. Còn nếu mà các bác sử dụng thì các bác mở cái chốt này ra. Đấy, mở cái chốt này ra. Đấy. Thì các bác bóp. Bóp thì là khi mình bóp ấy, như kiểu bóp phanh xe đạp thì cái đầu kéo nó sẽ hoạt động. Nên nó sẽ cắt được, tỉa được những cái cành ở trên cao. Còn ở đây là về một cái phần dây phanh ở bên trong. Đấy, nó cũng kiểu như là phanh xe đạp thôi. Dây phanh ở bên trong này. Thì khi các bác bóp thì cái dây phanh này nó sẽ tác động lên đầu kéo. Cái này thì cây kéo này rất là tiện lợi. Chắc chắn từng những con ốc
Đấy, em sẽ dựng lại cái cây kéo này nữa. Từng những con ốc nó được làm rất là cẩn thận các bác nhé. Cái kéo này thì em thấy sử dụng rất là hữu ích, thì nhà em nhập về cung cấp cái số lượng lớn. Nếu mà bác nào có nhu cầu ấy, cứ liên hệ trực tiếp. Còn đây là cái về phần tay bóp này. Đây em sẽ quay tổng quan cho các bác một lượt nữa. Thì cái cách thức mua bán nhà em thì em cũng nhắc ở cái đầu video rồi, rất là đơn giản thôi các bác, chỉ cần gọi đến hai cái số điện thoại mà em để ở dưới tiêu đề thôi. Các bác cứ gọi thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn trực tiếp cho các bác. Nhà em thì ship hàng toàn quốc rồi, giao hàng đến tận nhà, các bác được kiểm tra hàng đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng sản phẩm như video em giới thiệu đây thì các bác phải thanh toán. Còn một cái video ngắn thì em xin kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video sau.